Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 207 trên KHXHNV về việc xác định danh xưng Thanh Trương. Theo đó, căn cứ vào đề xuất của huyện ủy Thanh Trương về việc xin kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học nhằm xác định danh xưng Thanh Trương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã giao Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An phối hợp với các chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học danh xưng Thanh Trương và những cứ liệu lịch sử. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với huyện ủy Thanh Trương, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học nhằm bước đầu hệ thống các mốc thời gian xác định năm ra đời danh xưng Thanh Trương dựa trên các cứ liệu lịch sử, tư liệu hán nôm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Tại hội thảo đã thống nhất tạm thời xác định hai mốc lịch sử như sau: khoảng từ năm 1436 đến 1442 và mốc thời gian 1469, trong đó các chuyên gia và nhà tư vấn phần lớn nghiêng về mốc thời gian năm 1469 đồng thời xác định thời điểm ra đời tên gọi thanh trương cần thêm sự đầu tư kỹ lưỡng, bổ sung nghiên cứu từ nguồn tư liệu văn bia, gia phả dòng họ lớn, nhằm đủ cứ liệu khoa học và thực tiễn để làm sáng tỏ, đi đến một quan điểm thống nhất cuối cùng. Trên cơ sở đó, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với huyện ủy Thanh Trương, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học của nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát sâu tầm, biên dịch thư tịch cổ Hà Nông tại địa bàn huyện Thanh Trương hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến của đại diện Viện Sử học Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh, các chuyên gia Hán ôm chuyên gia nghiên cứu độc lập. Trên cơ sở các tư liệu nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu đến thời điểm hiện tại đã thống nhất, thời điểm xuất hiện địa giới cấp huyện, trong đó có huyện Thanh Trương thuộc Phủ Đức Quang, Thừa Tuyên Nghệ An, được xác định là năm kỷ sử 1469, là năm vua Lê Thánh Tông định lại bản đồ cả nước năm 1469 mang tính pháp lý, xác định địa bàn huyện Thanh Trương ngày nay được ghi chép chính thức trong bản đồ nhà nước. Như vậy, mốc năm 1469 được xem là mốc xuất hiện tên gọi Thanh Trương sớm nhất có trong văn bản nhà nước phong kiến. Đó cũng là cơ sở thuyết phục nhất để xác định năm có danh xưng Thanh Trương cho đến thời điểm này.